Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Còn tuổi nữa 80. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại chợ Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ở đây phía sau lưng em là cầu Santa thì phải. Dạ. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của chú Tuấn Trần ở Mỹ, mà em còn giữ số tiền của chú ấy là 9.500.000 trong tổng số tiền mà 1.000 đô là 25.100.000 mà em đã gửi ở hai chợ, thì em còn 9.500.000 ở đây. Thì em sẽ thay mặt chú dùng tấm lòng của chú để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại chợ Tân Thạnh này. Thì đây là một trong những ngôi chợ mà em cũng chưa từng đi bao giờ nên cũng không biết là sao như thế nào. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chợ để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi để cho tấm lòng của chú ấy nha. Ở đây em thấy có một ngoại lớn tuổi rồi nè, đang bán vé số nè cô chú anh chị. Có lẽ là ngoại ấy đi đứng chắc là cũng khó khăn ngày sau á. Ngoại ngồi bên chỗ quán cơm. Em mời ngoại qua. Dạ con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Trời ơi, bà khổ dữ lắm, bà đau đủ thứ, giờ bà bán có 100 vé số à. Dạ. Vài bữa bà đi bệnh viện. Dạ. Ngoại bị bệnh gì? Đau viêm tỵ, dạ. Sản túi mật khiến máu tim, bây giờ nó kỹ thường của hổn vô trọng 400. Dạ. Rồi nó cho nằm từng từng, nó nói tại vì nhà thương cho nằm chỉ có từng, rồi bà về một hai bữa bà chở vô cũng được. Dạ. Nhưng mà nằm luôn thì bị gầy. Dạ. Rồi về giờ phải có triệu bạc mới nhập viện được. Dạ. Quân y là tốn nhiêu đó, còn bên đây là tốn tiền dữ lắm, vô không nổi. Dạ. Rồi bây giờ gì đi bán á, ngày 180 thì nè, đang mót. Dạ. Mót tiền mới đi được. Ngoại năm nay ngoại được mấy mươi rồi ngoại? Còn tuổi nữa 80. Trời ơi, 79 rồi hả ngoại? 79 mà bà ở mình ở cái tòa mình bước lên nằm nước xuống con ơi. Dạ. Đợt rồi cái quán đó đó cho tiền. Dạ. Ông thấy khổ á, con này nó nghèo mới tư duyên hết rồi. Rồi cậu đi xin chỗ 100, 200 gì được 1 triệu á, nó cho gì tư chặt chuyện. Dạ. Rồi đợt này á, không lẽ đi xin hoài. Dạ đúng giờ rồi. Giờ gắn mình bán, mình vui vào mình đi. Dạ. Chứ thì mỗi lần bệnh, mỗi lần xin đã. Dạ. Ông ngoại đâu rồi ngoại? Mất lâu rồi. Dạ. Bây giờ còn mình vậy đó, sống. Dạ. Vậy là bây giờ là ngoại cũng chuẩn bị nhập viện nữa. Dạ. Miễn bán đủ tiền là đi nhập viện. Dạ. Thì bữa nay con chia sẻ với ngoại nghe. Yeah. Bữa nay thì gặp ngoại là cái duyên. Yeah. Thì sau khi mà con cũng nghe được về cái nỗi khó khăn vất vả cũng như bệnh tật của ngoại. Yeah. Nên ngày hôm nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Yeah. Đó là chú Tuấn ở bên Mỹ. Yeah. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Yeah. Mà có cuộc sống vất vả như ngoại. Yeah. Nên ngày hôm nay chú Tuấn sẽ tặng cho ngoại một phần quà. Yeah. Để cho ngoại có cái chi phí. Dạ. Để lo thuốc men trong vài ngày sắp tới. Dạ, dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Tuấn. Dạ. Ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Cảm ơn cậu ơi. Được mấy trăm cũng mừng quá. Dạ, ngoại đếm giùm con xem ngoại được bao nhiêu. 700. Dạ, ngoại đếm kỹ kỹ giúp con nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Dạ mừng dữ lắm á, về bán có 3 bữa nữa là đi được rồi. Dạ. Thêm 300 nữa đi đủ rồi. Dạ. Tại vì mình vô á, quân y á, đóng có mà 300. Rồi mình mua nhiều khi cái thuốc mà không có đó, thuốc chích đường nữa, mình phải mua ơn với chuyên. Dạ. Luôn. Còn người ta vô nước biển hay là thuốc ở trong nhà thương, ta không có lấy tiền. Vậy là tiểu đường của ngoại là bây giờ qua chích luôn rồi hả? Dạ. Chích bụng dưới hôm trước về đó, người ta kêu cho cái lọ thuốc á 5-6 ngày vậy đó, uống. Dạ. Đỡ rồi mới chở vô nhập lại. Dạ. Chứ còn nằm luôn là bác sĩ nó bị dậy.
thôi con sẽ xin chú Tuấn tặng cho ngoại thêm một tí nữa để cho ngoại bớt lo trong cái vấn đề nhập viện sắp tới nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Ngoại có nhắn gửi gì với chú Tuấn không? Nhắn gửi cảm ơn dùm, cảm ơn là bà chỉ biết cảm ơn thôi, chứ bệnh của bà là bác sĩ nói thiếu gì ăn thì không biết chết sống ngày nào, già sức khỏe không có mà lại bệnh đủ thứ hết trơn. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng của chú Tuấn để giúp đỡ cho ngoại bớt phần nào nỗi vất vả trong cuộc sống của mình nha. Chúc ngoại phục hồi được phần nào hay phần đó về sức khỏe của mình. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Tại vì bà ở đất cũng như nhà nước, không người ta không có cho nhà được. Phải chi đất nhà của mình là có cái nền nhà người ta cho cái trà. Dạ. Thành ra gì che cái chòi đủ cái chỗ ngủ với mà cái chỗ nấu cơm. Dạ. Nhưng mà người ta nói tại vì đất nhà nước không có cho được. Dạ. Chúc ngoại sẽ gặp may mắn trong cái công việc của mình để có nhà ở tâm hỗ trợ ngoại tiếp nha. Nếu cậu có kiếm tôi á, cậu là đây là tôi buôn bán tôi không có đi nổi, tại vì tôi bán quán này buôn quán đó đó. Dạ, chỉ quán hai quán thôi, quán cơm với quán cà phê. Dạ, để tôi hỏi cái bà Tuyết Minh á, trả lời cho đúng nhiều lắm nha. Cảm ơn ngoại. Dạ, 80 tuổi rồi được lãnh tiền già. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Ngoại giữ sức khỏe. Bán hết sớm, về sớm nha ngoại. Dạ. Ngoại qua lộ không? Con dắt ngoại qua. Qua được. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị vô trong chợ chung với em ha. Bữa nay ở dưới hình như là 14 rồi cô chú anh chị. Dạ, người ta vẫn còn bán lồng đèn. Dạ, chợ hình như là ở trong đây thì phải. Đây cũng là mới lần đầu tiên em vô đường này, em chưa biết chợ nằm ở đâu. Nhưng mà em định vị thì nó chỉ nghe đây. À, thì chắc là ở trong đường hẻm này thì phải. Ấp Văn Hóa, San Tà, xã Tân Thạnh. Này bị tai biến. Dạ. Chắc có vẻ là đúng rồi, chú ấy bị bên phải. Dạ, con chào chú. Hình như là chú đang bị bệnh gì phải không chú? Dạ, chú bị gì? Bị tai biến. Dạ, chú năm nay chú được mấy mươi rồi? 54. 54 ha. Bây giờ một ngày chú bán được bao nhiêu tờ? Có trăm mấy. À, chú bán như vậy thì chú có lo cho ai trong gia đình không? Có vợ. Dạ, con lớn hết chưa chú? Có hai chồng. Dạ, một ngày chú bán được bao nhiêu tờ? Trăm mấy. Trăm mấy ha. Dạ, chú ơi, chú có thể chú mở nói chuyện với con chút xíu nha. Bữa nay thì gặp chú là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Tuấn ở bên Mỹ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật như chú. Thành ra ngày hôm nay chú Tuấn có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho chú nha. Dạ, cảm ơn bên tài trợ, bên anh Tuấn. Dạ, chúc chú sẽ phục hồi sức khỏe của mình nha. Được phần nào hay phần đó. Dạ, con xin phép chào chú nha. Dạ. Thank you.
Dạ. Ủa anh đâu đây vậy? Ủa nhà anh đây hả? Không có nhà anh nhớ, nhưng mà nhà anh đâu? À cái sách ha. Rồi đi chợ lên vô chùa hen. Nào giờ chưa đi chợ này, thành ra là hôm nay em đi một lần. Có nay em có hẹn với thầy, nhưng mà tới 1 giờ em rước thầy ở chùa 1. Rồi cảm ơn anh nha. Chợ chỉ có bao nhiêu đây sao à? Thấy chợ này người ta bán đồ tươi ghê cô chú anh chị ha, tươi thì trái cây với rau củ quả luôn. Chợ Tân Thạnh, đây là chỗ bán quần áo. Có vẻ như đây nó hơi vắng nên đi qua đây. À, ở đây hơi đông hơn tí rồi nè cô chú anh chị ha. Dạ, thưa chị. À, chào cô. Dạ, cô đang đi sinh hả? Dạ. Năm nay cô được mấy mươi rồi? Dạ, 43 tuổi. À, vậy bằng chị thôi ha. Chị có thể mở nón, mở khẩu trang nói chuyện với em chút xíu không? Dạ, rồi chị bị như thế nào mà mình đi sinh vậy? Khổ. Có tật có nguyện. À, chị cho em xem cái tật của chị là ở chỗ nào? À, chỗ bị tai đó ha. Dạ, hai tay. Hai bên luôn. Rồi chân chị có bị không? Không. À, rồi chị có gia đình không? Có. Dạ, dạ. Có mấy bé lận? Con hai bé. À, là lớn hết chưa chị? À, còn đứa 3 tuổi, đứa 4 tuổi. Dạ, là chị đi sinh lo cho bé đó hả? Dạ. Còn ông xã chị làm công việc gì? Thôi rồi. Dạ, còn một ngày chị sinh được bao nhiêu? Dạ. Một ngày chị sinh được khoảng bao nhiêu? Một ngày sinh được 100 mấy. Dạ. Bữa nay thì gặp chị là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay là em xin phép chú Tuấn. Dạ. Là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Thì chú ấy rất thương những hoàn cảnh kém may mắn. Hoàn cảnh bà già 83 tuổi. Dạ, là chị lo cho mẹ nữa ha. Dạ. Dạ, bởi thành ra ngày hôm nay chú Tuấn ở Mỹ tặng cho chị một phần lì xì nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, đây là tấm lòng của chú Tuấn.
chị nhắn gửi gì với chú Tuấn không? Ở nhà trọ. Dạ, nhà trọ chú Trân á. Dạ. Ngay chỗ quỷ Viên Linh á, quẹ vô là dọc. Nghèo lắm, mẹ con là mà 3 tuổi bị khô não. Dạ. Thôi chúc chị sẽ bớt vất vả hơn nha. Dạ. Cảm ơn. Chào chị. Đọc dạ. Cái chú vậy. Cảm ơn chị. Cái cậu vậy. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu nghe cậu. Dạ, cảm ơn chị. Cái này là quay cái gì cậu? À dạ quay chợ thôi chị. Dạ. Dạ. Dạ con chào cô. Cô ơi cô bán gì vậy cô? Cá. Dạ. Cô bán có hai con rồi hả cô? Dạ, hai con cái này. Dạ. Cô năm nay cô được mấy mươi rồi? 61. 61 ha. Cá này ở đâu cô có? Ấy xong. Dạ là cô đi bắt hay hả? Dạ. Dạ. Đi đặt á. Dạ. Cô có thể cho con biết là con mắt bên đây của cô là còn thấy đường không? Không. Dạ là bị hư lúc nào cô? Hư hồi còn nhỏ. Dạ nhưng mà cô bị gì nó hư vậy? Dạ. Rồi bây giờ cô ở với ai? Có chồng mà chồng cũng bị có tật luôn, chồng luôn. Dạ. Vậy là một ngày mà cô bán cá như vậy đó, bữa nào mà hên lắm thì được bao nhiêu cô? Bữa có mấy chục, 80 không chừng. Chắc chỉ vậy đó hả cô? Dạ. Rồi vậy là bác trai mà bị mù hai bên luôn hay sao cô? À, có một bên là còn một bên thì cũng được, vậy là cũng giống cô. Ờ, thấy là có, cũng không có rõ không. Dạ. Rồi con cháu cô lớn hết chưa? Không có đứa con nào hết. À cô không có con luôn ha. Bữa nay thì gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt chú Tuấn là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà kém may mắn như cô. Dạ. Anh đang ngày hôm nay chú Tuấn có một phần quà nho nhỏ tặng cho cô. Dạ. Để cho cô bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của chú Tuấn. Dạ. Tặng cho cô ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ. Cô đếm giùm con xem chú Tuấn tặng cô bao nhiêu. Đúng. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác dạ. như thế nào? Mừng chú. Cô có nhắn gửi gì với chú Tuấn không? Dạ. Có ai nói chú cũng là cũng ấy đi cho khỏe mạnh rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô và ông xã sẽ bớt vất vả hơn dạ. với tấm lòng của chú ấy nha. Dạ. Dạ. Con xin phép chào cô. Bán hết sớm về sớm dạ. đi cô. Dạ. Dạ, chợ này thì có một cái đường ở thôn quê như thế này nè cô chú anh chị. Dạ, cái cầu Santa là cầu này hồi nãy nha. Dạ kênh YouTube. Kênh YouTube của con là Khương Nhật Minh. Dạ rồi. Cảm ơn cô nghe, cô giữ sức khỏe. Dạ. Dạ. Đây em thấy chàng người dân bán quần áo cũng tương đối khá là nhiều của chú anh chị ha.
Ồ, vậy là tới đây là bích rồi ha. Vậy là cái hết chỉ có về thôi cô chú anh chị ơi. Dạ, nói chung chợ này thì cũng tương đối khá là nhỏ. Trong đó thì đa số người ta đóng cửa hết rồi, ta chỉ bán ở vòng ngoài thôi. Dạ, chào chú. Dạ, chào anh. Chúc anh sức khỏe nghe. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ rồi, thôi em tổng kết lại số tiền nha cô chú anh chị. Xem ra chợ này thì em chỉ gặp được những hoàn cảnh như vậy thôi. Tại nó cũng khá là nhỏ, nó gần chùa Phật Học 2 á, hay còn gọi là chùa Quan Âm Linh Đứng á. Mà em ghé cũng tương đối khá là nhiều lần chia sẻ với cô chú anh chị. Dạ, thì đây là số tiền còn lại mà em sẽ tiếp tục thay mặt chú Tuấn Trần và ở tại Mỹ để tiếp tục hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Và 7 hồi nãy là em đem 9,5 triệu, giờ đây em gửi chỉ có 1,9 triệu thôi. Dạ, thì chân thành cảm ơn tấm lòng của chú Tuấn Trần rất là nhiều. Và cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc chú Tuấn cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video chợ gần nhất ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm.